tao nó đang ngồi bên này mà liên quan gì tới bên đó. Chơi đi, hai đứa chơi đi. Chuyện nghiệp ông là biết chơi bài thường xuyên lắm luôn. Đúng đó. Rồi đó. Coi nè, thấy con đi sóc bài là biết chơi bài quá thường xuyên luôn à. Tốt. Không biết sao. Đấy. Ừ. Chơi chú anh xoay kì, thấy chưa? Ba cái cam nè. Ừ. Ra một miếng bài chưa hả? Mẫu. Ơ. Ngọt được. Ơ, nó sắp lên này. Đã chỉnh chỗ giữa đi. Chơi đi. Cũng vậy. Đây. Chơi không. Cũng rồi, chia đi. Bảy lá. sáu bảy rồi vô vô thôi chết tôi rồi bây giờ tôi oh my god cho bạn bè đó anh này trước vậy thằng này đó của em á này trước em hả ok bọn nào nó nói chuyện giống như Doraemon vậy chưa nhớ mày vô đi chơi nha vậy tiếp đi. Ai ai trước? Na. Tại sao Na trước? Ê, Thanh Dương kìa. Tại sao Na trước? Thì hồi nãy Na thắng mà. À ok ok. Ê. Màu gì? Thanh Dương rồi bảy. Thanh Dương màu xanh dương cho anh đi đi. Vậy. Anh đi cuối. Vậy là Na nó sai lầm rồi. Thanh Dương là màu. Cho anh. Đi đi. Cái gì á? Xanh lá gì? Đúng rồi. Con đi bàn thua rồi. Xanh lá này, khoan. Đợi xíu. Rồi lúc lưu số 9 đây. Cho anh này đi. Móc. Số mấy khoan. Số 9 Uno hết bài. Rồi đúng luôn. Cho đi. Còn đứa nào nhì? Em con nhì. Con nhì hả? Con nhì thì cũng lại đây. Không. Lại đây thì búng nhẹ. Không. Để mà dí tới nơi là đỏ tay. Không. Ok, để tí đó nợ. Ủa, nãy nay mình cũng nợ mà. Ờ. Hồi nãy con Na hình như chưa búng nó sao? Đúng rồi. Vậy thì phải búng 2 cái. Chợ này mà nó thua là đúng 3 cái. Đúng rồi. Không được. Chia bài. Không, nợ mà. Không. Ai bị trận trước không chịu búng đi. Ờ, nếu anh em thắng đầu tiên, anh sẽ búng cho anh 3 cái. Không, mắc gì. Đúng rồi. Mắc gì, cho anh đâu có nợ đâu mà búng. Rồi, chúng ta chơi kìa nè. Biết rồi. Cái con Lan này nó dở hơi nhỉ. Rồi, vô. Cho anh. Cho anh chơi trước đúng không? Ừ.